Vâng, Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Giao Đô trong video phát hành vào tối thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay thì Hoàng Giao lại về thêm được khoảng 1, 2, 3, 7 sản phẩm các bác nhé. Vâng ạ, rất nhiều sản phẩm hôm nay vừa mới về. Thì hôm nay Hoàng Giao xin phép được làm một clip để giới thiệu và cũng như là báo giá để các bác tham khảo những cái sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay thì Hoàng Gia lại về thêm được một đôi loa dạng cây của Mỹ, của chính xác đôi này là sản xuất tại Đức, ADS sản xuất tại Đức, bass 20 3 đường tiếng, một con đầu câm của hãng Marantz với model là SD3000, vâng ạ, một chiếc đầu đĩa Sony 228 ESD, một chiếc âm ly hàng Nhật xuất Mỹ có cái model là Standard Sounder, vâng ạ, dòng những dòng âm ly chạy 4 sọ sắt Toshiba chữ đỏ và vì kích của nó giống như là của 5000X, cũng kiểu kích tên lửa các bác. Đấy, nội thất thì rất là đẹp các bác nhé. Và đây là chiếc mi hồi gỗ và có thể là đối tác của rất nhiều các dòng loa của Nhật, của châu Âu các bác nhé. Đấy, thì hôm nay Hoàng Gia cũng về được một con rất là độc luôn. Và cũng cái dòng này cũng rất ít gặp trên thị trường và nó là âm đi đài FM108. Hoàng Gia lại về thêm được một con âm đi Sansui model 9090. Hôm trước Hoàng Gia có nói rằng là sẽ về một con mà hôm nay Hoàng Gia mới chính thức hôm nay mới về lại cửa hàng. Đấy, thì hôm nay Hoàng Gia cũng xin phép được lên sóng cho các bác luôn. Và một đôi Sansui SP2002 mà cách đây khoảng 2 ngày trước Hoàng Gia cũng có lên một clip giới thiệu về một đôi này. Thì hôm nay lại về thêm một đôi nữa. Đôi này thì đẹp xuất sắc hơn một chút các bác nha. Vậy thì hôm nay Hoàng Gia có những sản phẩm mà Hoàng Gia đã giới thiệu cho các bác rồi. Hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng sản phẩm trong ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Hoàng Gia xin mời các bác chúng ta hãy nghe một đoạn nhạc khi Hoàng Gia đang phối ghép với đôi loa cây của ADS với chiếc âm ly Standard Sounder và chiếc đầu đĩa Sony 228 ESD. Và nát Hoàng Gia sẽ test luôn cái chất âm của con SD3000 Marantz, đầu câm của Marantz. Mời bác chúng ta cùng nghe nhé. Đấy, âm đi đây. Đấy, đây là chất âm của loa Mỹ các bác này. Nowlet thì Hoàng Gia đang tắt nhá. Đây là bật Nowlet này, đây tắt Nowlet này. Chất âm rất hay các bác nhá. Mời bác chúng nghe nhá. Đứng giữa trời mà ca lên bài ca thương mến những ngày em với tôi, ngày mưa nắng đổ với đồng cô mắt đỏ, tình nghèo trong bên áo nâu khô tàn quý cay ai nào hay, tình chiến đôi bờ hơn đâu. Ok, vâng ạ, và đây các bác vừa được nghe một đoạn mà Hoàng Gia có test. Đó là chất âm của đôi loa ADS đến từ Đức. Và hôm nay Hoàng Gia đang kết hợp với chiếc âm ly của Standard Sound và chiếc đầu đĩa Sony 228 ESD. Vâng ạ, bây giờ Hoàng Gia xin phép được đi chi tiết cái đôi loa đầu tiên ạ. Đây là đôi loa sở hữu 3 đường tiếng, một trung dom, một tép dom và bass là bass 20. Và gân là gân cao su các bác nhé, gân cao su rất là mềm và gân zin tuyệt đối các bác nhé, gân là gân zin. Và dạng này thiết kế dưới dạng là thùng loa cây. Em sẽ đo cái kích thước chiều cao để các bác xem vị trí để chúng ta kê bài cho nó phù hợp này. Chiều cao chính xác của nó là 80cm các bác nhá, 80cm ạ. Đó. Chiều ngang ở đây là 25. Chiều sâu ở đây là 26 các bác nhá, 26cm. Thùng của nó thì rất là chắc luôn. Và cầu loa thì nó đặt ở phía dưới các bác nhá, ở phía dưới cùng này.
Đấy, phía dưới gầm các bác. Cầu loa đặt phía dưới gầm này các bác nhá. Con này chở kháng là 4 ôm. Chở kháng 4 ôm các bác nhá. Thùng màu vân gỗ rất là đẹp luôn. Dòng này thì cho tiếng bass rất là mềm. Tuy nhiên là bass 20 thật đấy, nhưng mà tiếng bass rất là sâu các bác nhá. Trung của nó là trung đôm rất là lớn, tép đom. Đó. Chiếc thứ hai đấy ạ. Đây là các tuyến loa của nó, Hoàng Gia quay chi tiết cho các bác nhá. Đấy, gân cao su mềm lắm các bác ơi. Thùng vách được thiết kế kiểu vát vát này rất là đẹp. Và con này thì sở hữu một cái đôi e căng bằng sắt các bác ạ. E căng bằng sắt nhá, chứ không phải e căng bằng vải các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà thấy đôi căng này mà nó cảm giác thấy không được thẩm mỹ thì các bác có thể làm thêm căng vải. Nếu các bác làm thêm căng vải thì đôi này thì mất khoảng tầm 500.000 thế thôi. Còn không thì để y căng sắt này, có chữ ADS này. ADS là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Germany, tức là của Đức các bác. Đấy. Đây là căng sắt nguyên bản các nhá. Căng nguyên bản nó như thế này đấy. Còn nếu các bác mà thích nó đẹp thì chúng ta nên đầu tư thêm cái căng bọc vải, căng gỗ xong nó bọc vải lên thì nó rất là đẹp và nhìn nó sang trọng hơn. Đấy. Còn Hoàng Gia sẽ bán theo đúng cái hiện trạng này cho các bác nhá. Nói chung là loa đẹp góc cạnh đi. Các tuyến loa đều đẹp góc cạnh. Và đây các bác nhìn này. Thùng vách cái con này thì không phải nghĩ rồi, vì nó làm bằng cái gỗ gì đó. Nó gọi là gỗ ép chứ không phải là gỗ mùn, nên là nó rất là chắc các bạn. Đó. Thì cái đôi này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. ADS. Các bác cứ nói là ADS nó cây. Thì giá đôi này là 5 triệu đồng và các bác có thể ghép với những dòng âm ly của Anh, của châu Âu thì cho chất âm rất là hay. Bởi dòng này thì nó là trở kháng 4 ôm nhưng mà nó cũng không quá kén âm ly. Nhưng quan trọng là chúng ta hãy tìm những âm ly nào có âm sắc tốt để chúng ta khai thác cái chất âm của cái đôi loa này thì nó rất là hay luôn. Giống như hôm nay Hoàng Gia đang ghép một chiếc âm ly sản xuất ở tại Nhật nhưng xuất cho thị trường châu Âu, tức là Mỹ. Đó, có chất âm rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Vì âm sắc nó tốt, thành ra là những cái đôi loa này thì về phối ghép nó cũng không có gì quá khó khăn. Nhiều bác sẽ nói rằng là loa 4 ôm nó khó ghép lắm, nhưng mà thực ra thì đấy là với những người ta chưa ghép, người ta chưa đi sâu vào audio thì người ta sẽ nói thế. Còn với Hoàng Gia Audio thì kể cả 4 ôm hay 5 ôm hay 6 ôm thì nó cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là mình sử dụng âm ly gì và mình muốn âm ly mua bao nhiêu tiền thôi. Thì cái đấy Hoàng Gia sẽ giúp các bác và tư vấn cho các bác. Ok các bác nhá. Đó, thì bây giờ tiếp theo Hoàng Gia xin giới thiệu đó đến ngân Marang. Con này là Marang SD3000 các bác nhá. Mặt phay nhôm. Con này bác nào có âm ly Marang đặt lên thì tuyệt vời luôn. Bây giờ Hoàng Gia xin phép được đo cái kích thước của nó nhá. Xem nó size là bao nhiêu nhá. Chiều em này là 41,5 các bác nhá, 41,5 cm. Đấy, 41,5. Và đọc thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Cửa ra vào đĩa này, à vào vào băng này các bác này. Từ còn rất đẹp nhá. Con này chạy từ sắt các bác nhá. Chạy từ sắt. Đấy, các bác nhìn từ chưa? Gần như là từ chưa sử dụng. Và đọc nó rất là nét luôn. Còn ra sẽ test cho các bác luôn này, chất âm của nó này. Có hai đèn tia này. Đấy, hai đèn tia. Đấy, các bác nhìn Pau này. Đấy. Có phần Dubai này. EQ này, bias để chọn chế độ này. Đây là nút ghi băng này. Đấy. Con này thì nó không có âm lượng kiểm soát đầu ra các bác nhá, nên các bác phải chỉnh bằng âm ly. Đấy. Chạy điện 100V. Các bác lưu ý nhá. Tua tiếc là ngon lành hết các bác nhá. Đấy, tua trái tua phải là đều ngon nhé. Công tơ mét vẫn chạy bình thường. Đó. Đó. Ra băng. Đó. Hai đèn tia hai bên các bác nhá. Chạy điện một chính xác con này chạy đa cầu điện. Con này chạy điện 110 và 220 các bác nhá. Chạy đa cầu điện. Máy rất đẹp, ruột rất đẹp luôn. Đó. Con này núm có một cái núm hơi bị xước một tí ở đây các bác nhìn này. Đó, còn núm bên này thì ok. Cái núm này nó có chức năng để record level, tức là để âm lượng để chúng ta làm thu băng. Thu băng, ghi băng. Còn lại khi chúng ta mở thì chúng ta không liên quan gì cái này. Mở để chúng ta nghe băng thì không liên quan thì các bác nhá. Đó. Reset này. Đấy. Rất đẹp luôn. Chữ nghĩa còn rất là nét, không có bị phai. Marang SD3000. Hoàng Gia bán với giá là 4.500.000 đồng các bác nhá. Từ còn rất đẹp, các bác lưu ý nhá. Đầu từ rất đẹp. Hoàng Gia xin tiếp theo là xin giới thiệu đến con đầu đĩa Sony 228 ESD. Con này thì Hoàng Gia bán rất là nhiều rồi. Con này là trong cái phân khúc rất là bình dân thôi. Hôm nay Hoàng Gia sẽ test các bác một cái đĩa nhìn rất là xước này. Các bác nhìn đĩa rất xước và bẩn nha. Hoàng Gia cũng là cái đĩa mà Hoàng Gia cũng đang bán cho các bác rất là nhiều. Đĩa Polo đây. Các bác nhìn này. Đấy nha, Hoàng Gia sẽ mở cái này lên. Nhận bài nha. Vào đây này. Đó. Chuyển bài nha. Đó. Nhận rất là nhanh nha. Tua nhanh này. Bỏ tay này. Đó.
về bài 2 này đó. Đấy. Con này thì không cần quảng cáo quá nhiều rồi. Chất âm thì rất là ok rồi, không phải nghĩ các bác nhá. Mắt đọc thì cực kỳ tốt, giống như Hoàng Gia đã test cho các bác những cái đĩa mà nó xước như thế này mà nó nhận bài mà vẫn ok như này thì có nghĩa là cái mắt của đọc cực kỳ tốt. Con này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 3.600.000 đồng các bác nhá. 3.600.000 đồng cho con đầu CD của Sony 228 ESD các bác nhá. Đó. Các bác có thể lựa chọn thêm 227 ESD thì Hoàng Gia vẫn có các bác nhá. Tức là Hoàng Gia đang có cả 227 và 228 ESD. Thì con này hôm nay là vừa về trong ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2022 vừa về hôm nay. Tiếp theo thì Hoàng Gia xin giới thiệu cho con âm ly Standard Sound. Một con dòng âm ly cũng rất là ít gặp trên thị trường và dòng này thì nó được sản xuất tại Nhật và xuất sang cho thị trường châu Âu, tức là đặc biệt ở đây là Mỹ. Âm ly đài FM108 FM AM bắt rõ nét các tần số các bác nhá. Có một cái đồng hồ tuning ở đây và giải đài rất là đẹp. Có các nút bát check, chỉnh các chế độ đầu vào, stair, nowlet, ba lăng, volume, đó, tuning để dò đài và speaker là để các bác chọn cầu loa, có cầu A, cầu B và A cộng B, đó. Con này là hồi gỗ, vỏ gỗ luôn. Và dòng này thì các bác có thể ghép với những đôi loa của châu Âu, thì con này âm sắc nó rất là bén, tiếng rất là tốt các bác nhá. Size con này là size 48 cm, 48 chuẩn các bác nhá, đó. Và điện con này thì là điện 100, không ra chưa nhìn nó điện bao nhiêu, khoảng 100V hoặc 120V, nếu là xuất Mỹ sẽ là 120V. Đấy, có nghĩa là 100 hoặc 120V thì Hoàng Gia cũng chưa để ý cái phần đằng sau nó ghi bao nhiêu, nhưng mà con này nó là chỉ trong một trong hai loại điện thôi, một là 100, hai là 120. Đấy. Và máy móc con này thì rất là đẹp, thì Hoàng Gia chạy bốn sò sắt Toshiba chữ đỏ giống như cầu Sansui ạ. Và sử dụng tất cả các đèn kích là đèn sắt và có đuôi tên lửa giống như là đèn kích của 5000A 5000X các bác nhá. Con này này đặc trưng, và các bác có thể tìm những dòng loa cây loa dạng cây buxel nhỏ nhỏ như này, hoặc là các bác chơi với những dòng loa của Mỹ bát khoảng 20-25 đổ về thôi. Còn nếu mà loa bát 30 thì phải độ nhạy loa cao thì mới chơi được cái âm ly này. Thì bản chất âm ly này công suất nó cũng không phải quá lớn, nhưng cái âm sắc của con này thì nó rất là tốt, bởi vì đây là một cái dòng âm ly nó Nhật xuất Mỹ và nó âm ly đài nữa, thì thông thường những dòng âm ly đài này đa số cái âm sắc của nó rất là tuyệt vời các bác nhé. Thì chiếc âm ly này thì Hoàng Gia xin báo giá cho các bác là 7.500.000 đồng, giá cực kỳ ngọt luôn các bác nhé. Và mặt mũi rất đẹp luôn, núm nước này, không có xước sát gì, và giải đèn thì không có bị cháy một cái đèn này. Đây, các bác sẽ nhìn này, có cái đèn AUX này, đấy, đèn follow này, stair đấy. Đấy, đây là AM này, đây là AM, đấy. Đấy, FM này. Thì trận này cũng là một cách để chúng ta FM nhá. Bắt rất là nét các bác nhá. Mặc dù là Hoàng Gia chưa đấu anten đằng sau đâu, nhưng bắt rất là ok rồi. 7.500.000 đồng, và tất cả những giá trên Hoàng Gia báo là không báo ship các bác nhá. Tiếp theo Hoàng Gia xin giới thiệu đây một con âm ly của Sansui rất là nổi tiếng, 9090 đấy ạ. Đây là đối tác của những dòng loa mắt cáo đấy, 88A99A đấy ạ. Đấy, hoặc 77A, hoặc là rất nhiều cái dòng âm ly, kể cả cái dòng loa của Nhật hay là gì đó, hoặc loa Mỹ cũng chơi cũng rất là hay. Con này thì sử dụng là điện đa cầu điện rồi. Con này là đa cầu điện, điện 100, 220, và nó có hai cái đồng hồ VU rất là đẹp, giải đài 108 màu xanh, hai cái đồng hồ, một tuning và một đồng single, nút và tắt nguồn, bát ba có giải chỉnh bát, chỉnh chung, chỉnh tép. Đấy, ba lăng kèm volume, ba lăng ở giữa, volume ở ngoài. Loudness. Đấy. Các cầu A, B, C, A cộng B, A cộng C. Mặt phay nhôm, núm nhôm, rất là đẹp, hồi gỗ. Con này thì chạy như các biết rồi, con này, những cái dòng này thì nó rất là khủng rồi. Size của nó là size 54 các bác nhá. 54 cm. Và nó chơi ở đây là 8 con sò sắt các bác nhá. Dòng này là chơi 8 sò sắt. Nó giống như 9090DB chơi 8 sò sắt. Xanh ken hoặc Toshiba, một trong hai những dòng sò ấy thôi. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẹp tuyệt vời luôn ạ, mặt mũi rất là nét căng luôn. Đèn đóm là đầy đủ, không có xịt bóng nào luôn nha, coi nha, không có bóng nào xịt cả. Đều là ok hết. Bóng là bóng đúng bóng, chất đóm bóng nó là bóng sợi đốt. Đấy, nhiều bác nào bị cháy bóng thì thay những bóng đèn led và rất là xấu các bác nhá. Đấy, bóng này không đơn giản đâu. Các bác đừng nghĩ là cái bóng này nó dễ tìm và dễ thay nhá. Nó là bóng cầu trì, nó là những cái bóng rất là độc,
không phải là mình mua là mình thay nhiều bác thay toàn thay bóng linh tinh vào, hoặc thợ không có đồ toàn thay linh tinh vào là nó rất là xấu thẩm mỹ. Đấy, các bác lưu ý nha, những bác nào đang sử dụng những âm ly đài này thì chắc chắn các bác biết là những cái bóng này nó không đơn giản đâu ạ. Nếu các bác đã đi thay nó không đơn giản các bác nhé. Đấy, chỗ hoàng gia thì luôn luôn có những cái này để thay cho các bác. Tất nhiên là tài nguyên thì nó không có nhiều, nên nhiều khi là cũng phải để dành để xử lý cho những cái chiếc âm ly của mình. Bởi vì nó chỉ cần cháy một cái bóng là tôi đã xấu rồi, mà nhiều khi đã xấu rồi thì khi các bác lại không muốn mua. Đấy, nó rất là quan trọng các bác ạ. Vâng ạ, và Hoàng Gia cũng xin báo giá để các bác tham khảo cái dòng Sansui 9090 này nhá. Con này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 36.500, thị trường nó bán khoảng 37 và 375 các bác nhá, có shop bán 38. Thì tùy thôi, tùy từng shop. Và máy con này là nó là sắt xi trắng và rất là đẹp luôn. Thì bác nào quan tâm thì Hoàng Gia xin phép sẽ gửi ảnh nội thất qua Zalo để các bác cùng xem nhá. Đấy. Hôm nay Hoàng Gia không tiện để quay hết những cái nội thất được, nên là sẽ hẹn các bác ở một cái video tiếp theo, hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo theo cái số điện thoại mà nát Hoàng Gia sẽ thông báo để các bác sẽ Hoàng Gia sẽ gửi qua đấy cho các bác. Đấy. Hoàng Gia xin giới thiệu cái con đôi loa là cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay, nó là Sansui SP2002 sở hữu 3 loa 3 đường tiếng. Đấy, bát là bát 30 gân vải tẩm dầu rất là mềm luôn. Các bác nhìn này, đấy, còn một cái lớp giày bóng này, một con chung rất là lớn ạ. Con chung này phải đến 16 đến 18 cm. Tôi sẽ đo chi tiết cho các bác nhé. Nếu mà đo trong lòng nó là 14 rồi, còn nếu mà tính theo nhà sản xuất đó là chung 18. Nếu mà đo viền là 18, còn nếu lòng là 14. Đấy. Và tiếp theo một con chung nữa, và hai con tép đo. Lỗ thông hơi phía trước. Đấy. Con này thì nó rất là bình dân trong phân khúc cửa tiền mà các bác về chơi băng cối rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chơi băng cối thì tuyệt vời luôn. Gân còn rất mềm nhá, các tuyến loa đẹp căng luôn. Đấy. Vỏ lạng gỗ. Dòng này thì nó cũng là những cái đối thủ của âm của loa Peeler. Và giá những dòng này thì nó mềm hơn Peeler rất là nhiều. So với 77A88A thì dòng này rất là rẻ các bác nhá. Đấy, và nó sử dụng một cái e căng CNC rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái e căng nó đây các bác này. Tất cả nó là hàng không tuốt tát nhau nhá, chưa qua tuốt tát gì nhá. Nguyên bản từ cái lớp sơn này nhá, đều là nguyên bản hết. Kể cả những cái bọc đằng sau cũng là nguyên bản nhá, kể cả những cái màu sơn ở trên đây nó cũng là nguyên bản hết các bác nhá. Các bác lưu ý cho em nhá. Đấy, chưa qua tuốt tát gì cả. Đây là màu nó sẽ như thế này. Và tất nhiên là thì Hoàng Gia cũng xin thông báo một cái thông số nữa cho các bác. Về con này thì đây, 3 way 5 speaker 5 đường tiếng này. Bass 30 này. Một chung 13,1 cm, à một chung là 16,5 cm. Đấy, nhưng mà ra có nói đấy ạ. Một chung tiếp là 13,1 cm. Và một tép, hai tép là 2,5 cm. Trở kháng là 8 ohm mà công suất là 50W một thùng. Và con này thì nó có các nút chỉnh high drain và mid drain, tức là dịch chỉnh cho giải tép và giải chung. Đấy, các bác cũng có thể đánh riêng cầu tép, cầu chung, cầu bát. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta không ít khi có những âm ly có những cái cầu này thì chúng ta đấu thẳng vào đây thôi. Đấu thẳng vào đây các bác nhá. Đấy, chiếc bên này cũng thế này. Thùng vách con này thì nó là vuông thành sang cạnh luôn. Đấy. Thùng vuông thành sang cạnh nhá. Chỉ có một cái đèn loa đằng sau này. Nó hơi đằng sau nó hơi xấu một tí thôi. Đấy, nó hơi xấu một tí thôi các bác nhá. Còn lại là ok hết. Cái lỗi đấy thì nếu mà đi tuốt lại thùng ấy thì nó sẽ làm cho đẹp luôn các bác nhá. Nhưng mà tuy nhiên thì Hoàng Gia muốn để nó mộc bã như thế này để đăng lên và bán, bởi vì là nhiều bác rất thích cái nó mang tính chất là mộc mạc, không mang tính chất là tuốt tát. Mà quan trọng nhất là những cái tuyến loa này nó đẹp. Đấy, Hoàng Gia xin phép được quay như thế này để các bác nhìn thấy đây. Đấy, thì theo năm tháng thì nó cũng có để lại những cái vết là ố ố ở đây, vì cái màng này là màng giấy mà. Đấy, nó ố ố đây các bác nhá. Cái này thì không quan trọng, bởi vì là những cái ố này nó là 5 tháng rồi. Mình cũng không thể xử lý bằng cách nào được, nhưng mà mình hãy để cho nó tự nhiên thôi thì nó mới đúng cái chất của loa bãi. Vâng ạ, và video thời lượng hôm nay nó hơi dài. Hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin phép mà dừng video tại đây. Đôi loa này thì nói thật Hoàng Gia cũng đôi trước thì Hoàng Gia bán 8.500.000 đồng, thì đôi đó nhập rẻ hơn. Đôi này thì hôm nay đẹp hơn thì bên đó bán cao hơn. Nên là hôm nay Hoàng Gia xin phép để đôi loa này với cho các bác nào thích. Hoàng Gia xin phép được báo giá công khai đôi loa này, giá là 9 triệu đồng các bác nhá. 9 triệu đồng cho đôi loa Sansui SP2002 sở hữu 5 loa 3 đường tiếng các bác nhá. Một chung 16,5 và một chung 13, một chung 16 và một chung 13. Đấy, bát 30 màng màng lụa tẩm dầu rất là mềm. Các bác có thể nghe băng cối hoặc là nghe nhạc bolero dòng này thì rất là ok luôn, và nó mang tính chất sưu tầm, đó là cái bộ căng của nó thể hiện cái tính chất cổ cổ kính các bác nhá.
Vâng, và video thì Hoàng Gia xin phép kết thúc tại đây. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia theo số điện thoại trên tấm biển màu xanh ạ. 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc và giá báo trên là không bao ship, các bác lưu ý nhé. Vâng, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Và tất cả các sản phẩm này trước khi lên đường thì các bác đều phải có cọc, khi đó thì Hoàng Gia mới gửi hàng cho các bác nhé. Các bác lưu ý, nếu không cọc thì Hoàng Gia sẽ không gửi hàng. Đây là cái thông lệ của tất cả các cửa hàng trên thị trường rồi, chứ không phải riêng Hoàng Gia Âu đâu. Cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.